Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Trước khi trường đá là chị đóng cái chân này đi không được, đứng không được, mà đi tiểu rất là khó khăn, ngồi chụp hộ không được. Thế thì mới nhà công việc đó là thấy tôi mua đặt một đá về trường, thì nghĩ là trường gan thôi chứ đã giải quyết cái gan trước thì coi là cái nó cải thiện được. Thế là trường được 10 ngày thì là cái chân đi ngồi một lúc đỡ đau xong mới về đây thế này để xem trên mạng thì bảo là để mình học các cái, nhưng mà sợ mình bấm thì không đúng rồi nó lại tai họa, thế nó phải lại về đây thôi, thế nên là về đây để học này. Nên là trường tận hơn thì là đúng là cái suy nghĩ của mình là phải giải quyết vấn đề mấu chốt nhất là cái gan thì là quan trọng nhất và mới cải thiện được mọi cái. Thế nên là hôm nay là đúng là mở mắt ra rồi. Chị ở đâu ạ? Chị ở Đà Lạt. Chuyện là lạt lên à? À thế à? Mà bữa nay thấy cái chân như vậy thấy có vui không? Thì vui chứ. Tưởng nó là què đến nên đang buồn. Buồn nghĩ là cuộc đời mình chắc là chấm dứt từ đây khi mình không đi được. Nhưng mà khi được đi như vậy, đi đứng được thoải mái, cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc quá ha. Bây giờ vận động được là tuyệt vời. Đi được là cái chân của mình không phải mượn, không phải nghĩ ngợi. Đó cho nên là mừng lắm. Nói chung là mừng lắm, không có dùng từ để nói được. Rất là mừng, rất là vui. Chúc mừng chị ạ. Phải tốn tiền. Cái tiền mà còn không được. Mà mình chỉ chữa bằng cái phương pháp đơn giản mà lại kết quả. Chưa nói đó là nghe nói chuyện đấy. Mình nghe mình đã thấy nổi cái ốc. Ý là bây giờ mình làm như vậy là mình làm lại từ đầu. Có nghĩa là sắc đẹp luôn. Tại vì cái gan nó cải thiện thì da mình nó đẹp. Mình cũng hy vọng vậy. Thì tóc mình khả năng là nó sẽ bớt bạc. Tại vì nó nuôi tới các tế bào, từng tế bào máu thì nó phải đến tóc, chân tơ, kẽ tóc. Cứ theo mình nghĩ đơn giản như thế. Mình cứ thể nói đến chăm sóc sức khỏe là mình thích đúng không? Có vậy là như thế nó giải quyết được hết mọi sự. Chắc mừng lắm chứ. Thì không phải tốn tiền. Nhưng mà không phải tốn tiền mà không phải phiền ai. Rồi, xin chào. Thập trì đạo hay thập trì liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133 635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.